Phật tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thực hiện tiểu ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử tôn bậc diệu hạnh, trật hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chữ toàn giác đại lực, chữ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phục lành phát sanh. Kính tri ân của thượng ân thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ Tam Bảo. Đức kính thưa đại chúng, bài học hôm nay thắng pháp phổ thông, thắng pháp tập yếu, Abhidhamma Sangha bài 2, bốn pháp chân đế, Chaturthā Paramattha, chánh văn. Tathā Uttā Abhidhammattha Chaturthā Paramattha to chích tăng chê ta xích căng rụp bằng nếp bà nắp bí tích sắp bạc thà. Chân đế gồm bốn pháp được nói trong thắng pháp: tâm, thuộc tánh tâm, sắc pháp và niết bàn. Theo thắng pháp có bốn pháp chân đế: tâm, thuộc tánh của tâm, sắc pháp và niết bàn. Tát thác nghĩa là ở đây. Uttā Abhidhammattha do từ Uttā cộng Abhidhamma nghĩa là thắng pháp được trình bày. Chaturthā nghĩa là có bốn. Paramattato nghĩa là chân đế, đệ nhất nghĩa đế. Cittaṃ nghĩa là tâm, chê thuộc tánh của tâm. Rūpaṃ sắc pháp. Nibbāna miti niết bàn. Sappaṭṭhā tất cả gồm có. Chú thích: thuật ngữ pháp Dhamma mang nhiều ý nghĩa trong Phật học, mà ở đây trong ý nghĩa rộng lớn nhất là tất cả những gì có tự tánh hay trạng thái. Theo Phật học thì tất cả pháp đều có thể nhận biết bởi tâm, dù đó là vô vi niết bàn. Chữ Paramattha được dịch là chân đế, có nghĩa là sự thật của sự thật. Thắng pháp Dhamma chia vạn hữu nằm trong hai phạm trù: tục đế và chân đế. Tục đế là sự thật theo quy ước thường tình, chân đế là sự thật đằng sau quy ước thường tình. Thí dụ rau dính bùn đất theo cách nói bình thường là rau không sạch, nhưng theo một cách nói khác thì đó có thể là rau sạch do được trồng bằng phân xanh. Chữ Paramattha cũng dịch là đệ nhất nghĩa đế, nghĩa là sự thật tối hậu. Ngài Tịnh Sự dịch là siêu lý nghĩa. Ngài Tịnh Sự dịch là siêu lý, nghĩa là sự thật tế nhị sâu xa. Phật học nói chung, đặc biệt là thắng pháp Abhidhamma, trình bày về các pháp từ góc cạnh hiện hữu của chúng sanh, nên bốn pháp chân đế bao gồm năm uẩn và niết bàn, hay là chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế hữu vi bao gồm danh pháp và sắc pháp. Danh pháp gồm tâm và thuộc tánh của tâm. Sắc pháp nói về sắc uẩn hay hiện tượng vật chất. Người học ban đầu có cảm nhận dường như thế giới quan theo thắng pháp chỉ nói về chúng sanh với danh sắc hay năm uẩn. Kỳ thật thì sắc pháp hay vật chất có những thứ thuộc về cảnh thủ, upādāna, và những thứ không phải thuộc về cảnh thủ. Thắng pháp tạng cũng nói về sắc sanh do nghiệp và sắc hiện khởi không do nghiệp. Nói cách khác, có sự tồn tại của vật chất thuộc tự nhiên. Không phải chỉ có thắng pháp tạng mới nói về bản thể
của thi thiết như quẩn, xứ, giới, đế mà kinh tạng cũng nói tới, nhưng không đủ mức độ phân biệt ly chi để nói theo vĩ mô. Thí dụ trong kinh tạng cũng nói về thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, nhưng không đi vào chi tiết từ đơn vị để có thể phân rõ thứ hành quẩn nào tương hợp với tâm nào. Trong kinh tạng nói về tâm thức hay danh pháp thì đề cập bốn nhóm là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Trong lúc thắng pháp tạng thì xem thức quẩn là chủ vị, được gọi là tâm. Trong lúc thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là những thuộc tính của tâm. Từ khái niệm này, các dịch giả Trung Hoa gọi tâm là tâm vương và các thuộc tính của tâm là tâm sở. Giống như khi nói về một triều đình thì nói về vị vua và những quần thần. Ngài Tịnh Sự dịch là tâm và sở hữu tâm. Trong giáo trình gọi là thuộc tánh tâm thay vì tâm sở hay sở hữu tâm. Biên soạn nhất trình bị giấc đẳng. Bài học và chính phân đến đây là chấm dứt. Chúng con cùng tỉnh thượng tọa và thượng giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính lệnh đệ trừ Tùng Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng đi vào một bài mang tính tổng quát trong cái định nghĩa về pháp và các pháp chân thế. Sau cái bài học này, sau bài kể này thì chúng ta bắt đầu đi vào chi tiết. Các khởi tâm thì chúng ta sẽ định nghĩa từng phần. Tuy là nói về tổng quát nhưng mà rất là cần, bởi vì ở tại đây chúng ta một lần nữa trở lại cái khái niệm gọi là pháp và pháp chân đế. Thứ nhất thưa quý vị, chữ pháp như là chúng ta được nghe trong rất là nhiều trường hợp, thì mỗi một trường hợp mang một cái nghĩa khác nhau. Và mặc dù chữ pháp là một chữ rất là quen thuộc, nhưng với người học Phật thì đây là một từ ngữ phải rất là cẩn thận. Như trường hợp chế tài Phật Pháp Tăng Tăng, thì chữ Phật Pháp Tăng ra chữ pháp đó đó là có nghĩa là lời dạy của Đức Phật. Rồi chúng ta nói đến pháp và phi pháp, thì chữ pháp và phi pháp đó chỉ cho những điều đúng theo luật, đúng theo những gì gọi là căn bản tốt đẹp, và phi pháp đó là những gì trái lại với nguyên tắc. Chữ pháp được hiểu như là nguyên tắc hay là điều luật. Để chúng ta cũng nói đến là sống theo pháp là đời sống cao thượng, thì chữ pháp đó lại mang ý nghĩa là thiện pháp. Nhưng mà riêng chữ pháp ở đây mà chúng ta nói là tất cả gọi là pháp, hay là pháp có hai là chân đế và tục đế đó, thì chữ pháp đó đó mang cái ý nghĩa là tất cả những gì có cái tự tánh hay là có trạng thái, trạng thái riêng, tự tánh riêng. Và định nghĩa này đó nó dẫn đến một cái trường hợp rất là đặc biệt ở trong Thắng Pháp, là bởi vì pháp là những gì có trạng thái riêng đó,
Do vậy chúng ta có thể khoanh vùng, chúng ta có thể đơn cử, và chúng ta có thể nói như một đơn vị. Để quý Phật tử bắt đầu học qua chương sắp tới đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng biểu đồ chư pháp. Trong biểu đồ chư pháp á, thì các vị sẽ thấy rằng có rất là nhiều cái điểm tròn. Mỗi một cái vòng tròn như vậy đó là nói lên một pháp. Và những cái vòng tròn nói về một pháp như vậy đó, nó mang tính cách giống như là một đơn vị. À, nó mang tính cách đơn vị. Và do có cái đơn vị này nên chúng ta mới có trường hợp là cộng trừ nhân chia. Cái này đi với cái kia đi với cái nọ. Ví dụ như là khi chúng ta học về toán học, thì cái thực tế của toán học là những con số, dù là con số 0 hay là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng mà có con số thì chúng ta mới có thể cộng trừ nhân chia được. Còn nếu không có con số, không có đơn vị, thì thật ra rất là khó nói. Cũng như hôm trước chúng tôi, tuần trước chúng tôi có nói đến cái chuyện mà mình nói một cái âm thanh lớn hay là nhỏ, thì cái lớn và nhỏ đó nó không đủ để chúng ta nói cho người khác hiểu chính xác. Bởi vì nếu chúng ta ở nơi ồn ào á, thì có thể một âm thanh nào đó chúng ta gọi là âm thanh nhỏ, nhưng mà nếu trong đêm thanh vắng, cái âm thanh đó có thể là âm thanh lớn. Ánh sáng cũng vậy, thưa quý vị. Ánh sáng ngày nay người ta đo ánh sáng bằng một cái đơn vị gọi là candlelight, tức là người ta lấy một cái quy tắc về ánh sáng ngọn đèn cầy. Dĩ nhiên đèn cầy có nhiều loại khác nhau, nhưng mà họ có một cái chuẩn mực về vấn đề, và họ có thể nói cho chúng ta biết rằng cái bóng đèn đó nó sáng tương đương với bao nhiêu ngọn đèn cầy. Thì ít nhất là nó cũng cho chúng ta một cái đơn vị đo lường, một cái chuẩn mực. Còn tạo giả là máy mới mạnh hay máy yếu á, thì người ta đưa ra cái đơn vị gọi là mã lực. Cái máy đó đó là bao nhiêu phân khối, bao nhiêu mã lực. Cái máy đó là 100 mã lực, 200 mã lực, 1000 mã lực. Thì như vậy một cái máy mà 1200 mã lực so với máy 1000 mã lực thì chúng ta biết được. Nếu mà chúng ta không có chia thành đơn vị thì chúng ta chỉ nói một cách chung chung là máy mạnh, máy yếu, máy lớn, máy nhỏ đó, thì thành ra khó mà biết đích xác, rất khó biết đích xác. Thì như vậy các pháp mà ở trong cái nhìn của thắng pháp á, chúng ta gọi là có cái tự tánh riêng, có một cái trạng thái riêng. Và chính vì cái riêng này thì đó nó được nói lên thành từng đơn vị một, và mỗi một đơn vị này được tiêu biểu vào một cái, bằng một cái vòng tròn ở trong cái biểu đồ chư pháp. Và nếu khi không có những cái đơn vị tiêu biểu như vậy thì chúng ta hoàn toàn không thể nói về pháp, mà chúng ta nói một cái rất là chung chung, rất là mơ hồ, rất là trừu tượng. Đây là cái đặc điểm của thắng pháp so với cái tối của kinh tạng. Và quý vị pháp có hai, được chia làm hai phạm trù. Một phạm trù là thi thiết hay là tục đế hay là chế định.
Chứ tục đế là một cái sự thật của thường, sự thật của thế tình, sự thật thông thường. Và chân đế là sự thật của sự thật. Những chân là sự thật và đế cũng là sự thật. Thì ở đây chúng tôi có một cái ví dụ về sự thật của chân đế và sự thật của tục đế đó. Ví dụ cái quan niệm bình thường của chúng ta, những sạch như là nó là rau sạch, đã, rau được rửa sạch rồi, thì có nghĩa là rau đó đã được rửa bằng thuốc khử trùng hay rửa rất nhiều lần, không còn bụi bặm nữa, thì cái rau đó rồi sạch. Thì chỉ sạch đó nó không phải là sai, chỉ sạch đơn giản là đã rửa rất nhiều lần, đã không còn thấy bụi, không còn thấy sình đất nữa. Nhưng mà cái rau sạch đó đó, nó không thể tính là sạch nếu mà nó được trồng bằng phân hóa học, bằng những cái thứ mà khiến cho nó lớn, nhưng mà nó không lớn tự nhiên. Và bây giờ người ta có cái chữ gọi là rau sạch, có nghĩa là mình trồng, mình không có dùng cái phân bón hóa học để thúc cho nó lớn, mà mình trồng theo cái tính chất tự nhiên, người ta gọi là organic, tức là trồng bằng phân xanh. Ví dụ như mình lấy cỏ, mình thấy những thứ mà lá cây hay là những thứ gì nó mục rã thiên nhiên á, để mà mình trồng thì gọi là rau sạch. Thì cũng thời chữ sạch, nhưng mà hai cái khái niệm khác nhau. Một bó rau mà được trồng bằng phân hóa học có thể là được rửa rất sạch nhưng mà không gọi là rau sạch. Và một bó rau, một số rau rụng rổ có thể còn dính bùn dính đất nhưng mà nó vẫn là rau sạch, tại vì nó được trồng bằng phân xanh. Thì như vậy cái khái niệm về sạch này đó, nó khác biệt giữa cái cách đối thưởng thức và trong một góc nhìn khác, trong một cái phẩm trù khác. Thì chúng ta nên hiểu là điều này nó vốn tự nhiên như vậy. Và Phật pháp á, là một hệ thống tôn giáo đầu tiên ở trong lịch sử những loài người mà chúng ta được biết ngày nay đó, là chia ra hai sự thật này. Trước khi mà khoa học bắt đầu có những cái định đặt về một cái nhìn khác đối với sự tồn tại của vật chất, ví dụ như chúng ta được biết qua các cái khái niệm của vật lý khoa học đối với cuộc sống, thì cái pháp gọi là chân đế là một sự thật, sự thật của sự thật. Tục đế không phải là sai, nhưng mà chúng ta không thể nói một bằng hai sự thật được, mà chúng ta phải nói về cuộc sống bằng hai cái khái niệm. Như chúng ta nói rằng đây là ông A, đây là bà B, thì cái đó không có sai, nhưng mà đó là sự thật của thế tình, sự thật của tục đế. Thứ gì khi mình nói về các pháp á, thì có hai cái luận điểm mà ở trong Phật học
Và ở trong thế giới ngày nay thường gây ra những cái tranh luận. Một là vật chất có tồn tại độc lập với tâm thức hay không, như là chúng ta nghe trong duy vật biện chứng. Và điều này trong duy vật biện chứng nói rằng vật chất tồn tại độc lập với tâm thức. Thì chúng ta tạm lấy một ví dụ là trong cái chủ trương là nhất thế pháp duy tâm tạo. Nhất thế pháp duy tâm tạo là tất cả pháp, dù thô hay tế, tục đế hay chân đế vân vân, thì đều là tâm tạo. Giống như là Phật giáo Đại Thừa ở trong Kinh Hoa Nghiêm có đề cập đến một cái ví dụ gọi là tâm như là họa sĩ vẽ vời cảnh thế gian trong một ý nghĩa cung cận của Phật giáo Đại Thừa. Thì pháp giới này, tất cả những hiện tượng dù là vật chất hay là phi vật chất, dù là hữu vi hay vô vi, đều là do tâm tạo thành. Thành ra cái câu nhất thế pháp duy tâm tạo là một ở trong những cái cơ sở về nhân sinh quan của vũ trụ quan của Phật giáo Đại Thừa rất là quan trọng. Và chính vì có cái quan điểm nhất thiết pháp này, nhất thiết pháp duy tâm tạo này, nên có hai cái hiện tượng mà được ghi trong dòng lịch sử của Đạo Phật. Đó là sự ra đời của một cái bộ phái Sapavastika Vada, chúng ta gọi là nhất thiết hữu bộ. Và quý vị thường nghe có cái tranh luận mà thỉnh thoảng được đề cập đến, đặc biệt là trong cái giáo trình thắng pháp kỳ rồi là chúng tôi có bàn với Hòa Thượng Thời Siêu này. Trong cái câu đầu tiên của Kinh Pháp Cú và câu thứ hai có câu là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo tác, nếu với ý ô nhiễm nói năng hay hành động thì đau khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kéo. Rồi câu thứ hai là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo tác, nếu với ý thanh tịnh nói năng hay hành động thì hạnh phúc sẽ theo ta sau như bóng không rời hình. Quý vị, hai cái câu đầu của hai bài kệ đó là Manopangama Thama Manosatha Manomaya, mà chúng ta gọi là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo tác đó, thì chúng tôi thường nói với quý vị rằng hai câu đó đó là chúng ta phải hiểu theo một cái ngữ cảnh mà Đức Phật dạy qua những câu chuyện, là tất cả sự việc vui khổ nhân quả đó nó đều khởi đầu bằng một cái niệm, hoặc là một cái niệm thiện hay là niệm ác, một niệm thiện hay một niệm bất thiện. Và cái niệm thiện hay niệm bất thiện đó, đó là mano, mana, tức là ý. Ví dụ như là Ngài Chất Khúc Ba Lá, Ngài bị mù mắt, cùng lúc Ngài đắc đạo qua A-la-hán, tuệ nhãn sanh dục nhãn bất, thì Ngài bị mù lòa đó là do cái nhân đời trước là bị thầy thuốc, mà vị thầy thuốc nó cố tình làm mù mắt người bệnh. Bởi vì đã chữa lành lành bệnh rồi mà người bệnh đó vẫn nói là không hết bệnh, bởi vì muốn quỵt tiền, quỵt tiền công, quỵt tiền thuốc. Và vì thầy thuốc khởi lên cái ác tâm gọi là ác niệm. Thì chúng tôi hiểu chữ tham má đó, và chúng tôi giải thích chữ tham má đó là tất cả những cái hệ lụy về sau này của một cái ác niệm
hay là tất cả những gì sanh về sau này, dù là một hành động ác, dù là một cái quả bất thiện, dù là một hành động thiện hay quả thiện vân vân, thì đều là những cái niệm về sau này nó nối theo sau. Nhưng mà quý vị thấy ở trong sớ giải của ngài Bồ Tát Khô Sát, cái tập mà chúng ta gọi là sớ giải Thamapada Thakatha đó, thì giải như vậy là chữ Ma Đá là ý đó chỉ cho tâm vương, và các pháp ở đó chỉ cho tâm sở, tức là cái ý chỉ cho thức quẩn, và các pháp chỉ cho thọ tử thành thức. Mặc dù giảng như vậy rất là gượng gạo, nhưng mà chính do cái quan niệm các vị muốn tránh, muốn tránh không có nói về cái mà gọi là nhất thế pháp do tâm tạo. Tại vì khi mà một cái người mà bình thường họ nói rằng, mặc dù trong cái điển Nam Tông, cái điển Pali không có chủ trương rằng tất cả pháp do tâm tạo, nhưng mà rõ ràng là chúng ta có câu là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo tác, thì cũng giống như vậy thôi. Thì ở đây thưa quý vị, đây là cái lý do tại sao mà chúng ta phải phân biệt hai cách nói. Một cách nói theo thượng thích, tức là thực đế, và một cách nói theo chân đế. Sở dĩ chúng tôi nói điều này đó là bởi vì trong cái cách nói theo chân đế, thì trước nhất là có những hiện tượng dù là tâm pháp hay sắc pháp sanh ra không phải do nghiệp mà cũng không phải do tâm tưởng tượng mà ra, mà nó sanh ra tự nhiên. Cái này là cái rất là gay cú. Bởi vì thưa quý vị, ngay cả một số những vị tu sĩ học Phật á, thì vẫn thấy rằng sắc thọ tưởng hành thức là nói về tất cả pháp hữu vi. Và nói sắc thọ tưởng hành thức là nói về chúng sanh. Mà nói về chúng sanh đó thì nó là một cái sản phẩm của nghiệp quả. Người ta hiểu như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta phải nói rằng pháp hữu vi là bao gồm tất cả sắc thọ tưởng hành thức của chúng sanh, chuyện nói đúng. Nhưng mà sắc thọ tưởng hành thức của chúng sanh không nhất thiết là bao gồm tất cả pháp hữu vi. Vẫn có những thứ vật chất tồn tại theo cái tách tự nhiên, sanh khởi theo tự nhiên. Khi mà chúng ta nhìn ra một cái vũ trụ bao la, với bao nhiêu là thiên hà, với bao nhiêu tinh cầu, với bao nhiêu hiện tượng vật chất đó, thì chúng ta không có cái cơ sở nào theo Phật học để nói rằng tất cả những cái hiện tượng về vũ trụ đó đều sanh khởi là do tâm hết. Ở trong Phật Pháp không có nói như vậy. Phật Pháp vẫn nói rằng có những lời sắc gọi là sắc nghiệp, có những lời sắc là sắc tâm, nhưng mà cũng có những loại sắc không phải là sắc nghiệp, có những lời sắc không phải là sắc tâm, có những lời sắc do thành tựu là do cảnh thủ, do chấp thủ mà thành, có những thứ vật chất không do, không phải là cảnh thủ và cũng không do chấp thủ mà thành, cái đó là có. Cũng như trên phương diện tâm pháp, thưa quý vị, khi mà chúng ta học sâu vào đó, thì có những thứ tâm là nhân, có những thứ tâm là quả, có những thứ tâm không nhân không quả mà nó chỉ là việc cơ năng. Thí dụ như là tâm kháng ý môn hay kháng ngũ môn, nó sanh khởi là do cái luật tự nhiên.
là khi mà chúng ta nói đến cái luật tự nhiên này đó, thì nó không phải là một sản phẩm của tâm thức, và nó cũng không phải là một cái quả của nhân. Thật ra để trả lời về cái chữ pháp đó, chúng ta nên hiểu có hai cái luận điểm. Một là các pháp có tồn tại độc lập với tâm thức hay không, mà các nhờ di vật bị dính thường đưa ra đó, thì theo trong Thắng Pháp thì không phải tất cả các pháp tồn tại đều là do tâm thức biến hiện. Như Kinh Hoa Nghiêm nói là thế gian là tâm giống như họa sĩ vẽ vời cảnh thế gian, không phải cảnh thế gian đều vẽ vời với tâm hết. Có thứ những thứ vật chất tồn tại độc lập với tâm thức. Nhưng mà Thắng Pháp á, thì xác nhận rằng tất cả pháp đều có thể được hiểu, đều thì được biết bởi tâm, kể cả pháp vô vi, tức là niết bàn. Mặc dù pháp vô vi chỉ được biết bằng một số tâm nhất định, như là tâm đạo và tâm quả, hay là một cái nhất định như là tâm đại thiên chẳng hạn. Nhưng mà tâm có thể biết tất cả pháp, và tất cả pháp đều có thể bị tâm biết. Nhưng mà không phải tất cả pháp đều do tâm tạo. Thật ra cái câu mà gọi là nhất hay là nhất thiết pháp duy tâm tạo đó, nó không hẳn là đúng với Phật Pháp. Mấy cái này, cái này quý vị phải cẩn thận, tôi rất ư là cẩn thận. Và rồi chúng ta cũng nói đến có cái yếu tố gọi là tự nhiên và tự nhiên. Thì cái quy luật tự nhiên như chúng tôi nói rằng nó sanh ra không phải là do tâm cũng phải do nghiệp, mà nó do như đó là như vậy đó. Dạ. Ví dụ như giữa cái tiềm thức một hoạt thức, khi mà chấm dứt thì có cái kháng ngũ môn, cái ý môn chẳng hạn, thì cái đó là cái điều kiện gọi là máy móc tự nhiên, mà ở trong kinh Phật gọi là Dhamma Niyama, là cái sự tự nhiên của các pháp. Nó không liên quan đến tâm, nó không phân liệt đến gì. Cái này là cái mà chúng ta nên hiểu. Bây giờ thưa quý Phật tử, sau khi mà chúng ta có cái khái niệm về tụng đế và chân đế, thì chúng tôi muốn nhắc quý vị một chuyện mà rất là dễ sinh ra hiểu lầm, và đã sinh ra hiểu lầm rất là nhiều, là có nhiều vị giảng sư dạy Thắng Pháp thì nói rằng trong kinh Tạng á, thì nói đến chư Phật, A-la-hán, Phạm Thiên, Đế Thích, đàn ông, đàn bà, nam nữ. Còn ở trong Thắng Pháp thì nói đến quẩn sư giới đế. Cái này là quý vị phải cẩn thận nha. Nói về năm quẩn, 12 xứ, 18 giới và tứ đế đó, thì Kinh Tạng và Thắng Pháp Tạng đều đề cập giống nhau, không có sai biệt. Và cái gì được nói về quẩn sư giới đế ở trong Kinh Tạng đều có trong Thắng Pháp Tạng. Và Kinh Tạng cũng nói về quẩn sư giới đế giống như là Thắng Pháp Tạng. Không phải nói về quẩn sư giới đế là chỉ có trong Thắng Pháp mới nói, mà Kinh Tạng không có nói. Nhưng mà ở đây chúng tôi lưu ý rằng Kinh Tạng không có nói đến một cách ly chi, một cách có hệ thống. Mình có một cách có ly chi, tức là có khoanh vùng, có phân định rõ từng đơn vị. Ví dụ như bây giờ ở trong Kinh Tạng nói thức quẩn, rồi thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì nói chung chung như vậy. Nhưng mà trong Thắng Pháp thì nói rằng
thức quẩn, tâm tức là thức quẩn, và thọ quẩn, tử quẩn, hành quẩn là thuộc tánh của tâm. Nó cho chúng ta một khí niệm. Và những thuộc tánh này, thọ là thuộc tánh thọ, tưởng là thuộc tánh tưởng, và hành quẩn là 50 thuộc tánh còn lại. Và 50 thuộc tánh còn lại đó thì gồm có một số nằm trong thuộc tánh tự tha, trong nhóm tự tha, có một nhóm thuộc về nhóm bất thiện, và trong nhóm có một nhóm khác nằm trong nhóm tịnh hảo. Rồi trong nhóm bất thiện thì có tham phần, sân phần, si phần, tham phần, sân phần, hôn phần, hoài nghi. Ví dụ như vậy, ở trong hôn phần có hôn trầm thủy miên. Thì Đức Phật Tạm nói rằng hôn trầm và thủy miên nó không thể đi với cái tâm sân hữu trợ. Bởi vì cái tâm sân mà nó gọi là tâm sân vô trợ thì nó mạnh, thì hôn phần thủy miên không thể đi với tâm vô trợ, mà nó chỉ đi với tâm hữu trợ là giải dự buồn ngủ thôi. Cái sự phân tích mà nói như vậy đó chỉ có trong Thắng Pháp. Tức là Kinh Tạng cũng có nói đến quẩn xứ giới đế, nhưng mà không đủ ly chi và không thể trở thành một hệ thống để có thể nói một cái chính xác. Cũng như lần trước chúng tôi có nói với quý vị Phật tử là chúng ta có thể nói một pho tượng cân đối, thì cái chữ cân đối đó đó là bởi mình nhìn thấy là cái chiều cao nó tương xứng với chiều ngang, chiều ngang tương xứng với chiều cao. Nhưng mà chữ cân đối đó nó không đủ gọi là chính xác, mà chúng ta phải dùng tới toán học. Và khi họ nói rằng cái tỷ lệ của bề cao và tỷ lệ bề ngang bao nhiêu thì mới gọi là cân đối, thì chính những con số đó sẽ giúp cho chúng ta biết một cái chính xác. Dạ, biết cái chính xác. Hay là chúng ta nói rằng cái cột phải chắc nó mới chịu đựng được cái lầu, hay cái nền phải chắc, thì cái chỉ chắc chắn nó không đủ để chúng ta đo chính xác. Mà người ta nói rằng à, cây cột này chịu đựng bao nhiêu tấn, bao nhiêu ký chẳng hạn, trọng lượng bao nhiêu, cái lầu đó xây dựng bao nhiêu thì cái tường đó, cái cột đó có thể chịu đựng được, thì phải nói đến bậc thước hẳn hồi. Thì cái bậc thước hẳn hồi đó chỉ có trong Thắng Pháp mà không có trong Kinh Tạng. Và khi mà có bậc thước hẳn hồi rồi thì chúng ta mới tạo thành một cái hệ thống được. Còn chúng ta nói chung chung là chúng ta không có hệ thống được. Thì đây là sự khác biệt giữa Kinh Tạng và Thắng Pháp Tạng. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa là khi chúng ta học có được bao giờ nói rằng chỉ có trong Thắng Pháp mới nói đến quẩn xứ giới đế. Kinh Tạng cũng có nói đến sự quẩn xứ đế, nhưng mà nói không đủ ly chi, không đủ hệ thống để có thể chúng ta phân rõ là một cái tâm đi với bao nhiêu thuộc tánh và thuộc tánh nào đi với tâm nào. Ở trong Kinh Tạng hoàn toàn không nói đến đó. Đó là sự khác biệt giữa Kinh Tạng và Thắng Pháp Tạng. Như quý vị nói đến trường hợp khác, một cái phương diện khác mà chúng ta đề cập đến tại đây là Thắng Pháp đó, có một số những cái thuật ngữ, và những thuật ngữ này đó thì cũng phải nói là ngay cả chính bản thân của Đức Phật và Ngài Xá Lợi Phất khi mà còn các ngài còn tại thế đó, để nói về các pháp đó, thì các ngài cũng bị một cái giới hạn. Cái giới hạn đó là các ngài phải sử dụng cái ngôn ngữ của người Ấn Độ, và dĩ nhiên với cái ngôn ngữ của thời đó đó
thì chắc chắn là cái dụng ngữ nó không có nhiều như chúng ta ngày hôm nay, và nó phải chật vật rất là nhiều, chật vật với ngôn ngữ và chật vật với sự hiểu biết của nhân loại. Quý Phật tử thấy không, nếu mà ngày hôm nay chúng ta cầm một cái điện thoại thông minh, chúng ta nói về màn hình cảm ứng, và chúng ta nói về cái khả năng có thể nói chuyện bên này và bên kia đại dương, bên kia địa cầu đó, mà có thể nhìn mặt nhau, hay là cái sinh hoạt trong bao thoát, mà những điều này đó, nếu chúng ta nói với một người nào đó cách đây 50 năm thì người đó cũng khó tin tưởng ra được. Tại vì mỗi một cái giai đoạn của văn minh nhân loại, mỗi một cảnh giới đó, thì người ta có một cái có một những cái tế gì cũng có đặc thù khác nhau, và không phải thời này nói cho thời kia được. Đây là cái vấn đề mà của ngôn ngữ và của tri kiến. Dù rằng Đức Phật Ngài là một vị mà có nghĩa vô ngài giải, pháp vô ngài giải, từ vô ngài giải, biện vô ngài giải, và Ngài là một vị chánh nhận chánh giác, nhưng mà chúng ta đừng quên một điều rằng Ngài chỉ sử dụng ngôn ngữ mà người thời đó có thể hiểu được. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng người Ấn Độ họ có một cái sự rất là phong phú về ngôn ngữ. Thí dụ nói về tâm, nói về, chúng tôi có một lần tham dự một buổi hội thảo đó, thì có một vị giáo sư từ Đại học Hawaii đó, ông nói rằng đi vào cái thế giới tâm lý của Đạo Phật đó, đó là cả một kinh ngạc, có nhiều cái từ vựng, có nhiều cái khái niệm mà ngày hôm nay mình không có chữ để dịch, mà chúng ta phải giữ nguyên thôi. Tức là cái ngôn ngữ của Phật học phong phú như vậy, nhưng mà dù sự phong phú như vậy vẫn không đủ để chuyên chở hết, mà chúng ta gọi là có những thứ phải tạm mượn, ví dụ như trong trường hợp chúng ta nói về vật chất, thì ở trong phản ngữ Pali cũng như trong Thắng Pháp thường dùng chữ rupa, rupa, và chúng ta dịch là sắc. Và chữ rupa ở trong tiếng Phạn cũng như chữ sắc ở trong chữ Hán, nó đều có một ý nghĩa ban đầu rất là hẹp, đó là cái đối tượng của nhận thức mà chúng ta gọi là cảnh sắc. Nhưng mà dù đối tượng nhận thức thì người ta vẫn dùng được trong một khái niệm rộng hơn, nghĩa là vật chất. Cái gì mắt thấy gọi là cảnh sắc, mà cái gì thuộc vật chất cái đó cũng gọi là sắc trong Đạo Phật. Thì chỉ sắc này tương đối là hạn chế. Và rồi nói về tâm á, thì trong Phật Pháp á, như là Kinh Tạng hay Thánh Pháp Tạng, lại có chữ gọi là Na Má. Na Má đó là cái gì có tên gọi nhưng mà nó không có hình sắc, nó đối lập với sắc của người vật chất. Thế nên chúng ta nói là Na Má Rupa, danh và sắc đó. Na Má là danh chỉ cho tâm thức, và Rupa sắc chỉ cho vật chất. Giờ quý vị thấy cách dùng như vậy là cũng là cách dùng vừa phong phú mà vừa là hạn chế rồi. Và trong cái gọi là danh hay là tâm thức đó, thì chúng ta được nghe rằng có bốn cái nhóm gọi là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Thì trong Thánh Pháp á, lại gọi thức quẩn là cái đơn vị chủ vị. Thức quẩn là chủ vị, là tâm. Và thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là cái thuộc tánh của tâm. Và các ngài ngày xưa, đặc biệt
là Huyền Trang hay Ngày Huyền Trắng. Huyền Trang khi Ngài dịch sang thì Ngài phải cân phân rất là nhiều. Và cuối cùng Ngài đã dựa trên một cái thí dụ, đó là tâm. Tâm thức giống như một triều đình, và ông vua được gọi là tâm vương, và các quần thần gọi là tâm sở. Khi mà chúng tôi còn nhỏ mà vào chùa mới gặp thầy của chúng tôi là, hay là sư cậu là Pháp Sư Giác Chánh đó, rồi sau đó có thời gian chúng tôi về ở gần với Ngài Tịnh Sự đó, thì có nghe quý Ngài giải thích cái lý do tại sao mà không dùng cái chữ tâm sở. Thì người đầu tiên là chúng tôi nghe là Pháp Sư Giác Chánh, sau đó đó là Ngài Tịnh Sự, Ngài cũng trực tiếp nói, Ngài nói rằng những người bây giờ họ không giỏi như hắn, mà nếu chúng ta nói tâm vương, tâm sở thì họ hiểu đó là hai thứ tâm, nhưng mà thật ra cái đó không phải là hai thứ tâm. Một cái gọi là tâm, một cái là những cái mà chúng ta gọi là những cái thành tố khác mà nó tạo nên cái tâm thức. Mà vì sau này chúng ta dùng cái chữ cuộc tánh. Quý vị biết là chúng tôi sang bên Mỹ gần như là mất khoảng 30 năm á, chúng tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chúng tôi mới tìm được cái chữ thuộc tánh mà có lần chúng tôi tâm sự với quý vị là chúng tôi đã học cái chữ đó từ cái chữ Anh. Chữ Anh đó là Ngài Bồ Đí dùng chữ attribute. Attribute là gì, là thuộc tánh. Thuộc tánh. Thì cái lý do mà Ngài Tịnh Sự và Ngài không có dùng cái chữ tâm sở là tại vì người ta nói tâm vương tâm sở thì nghĩ là cả hai thứ. Mặc dù sau này đó, bây giờ đó, một vài vị trong đó kể cả sư Tuệ Khanh đó, thì sư trở lại, hay là quý vị thường nghe và thường từ siêu giảng và thường hay dùng chữ tâm sở. Bởi vì lý do là Ngài Tịnh Sự Ngài không dùng cái chữ tâm sở mà dịch là sở hữu tâm. Sở hữu tâm tức là những thứ thuộc về tâm, của tâm. Nhưng mà khi sở hữu tâm mình nói tắt mình gọi là sở hữu không á, thì nó lại nghe hơi lạ. Ví dụ mình nói là sở hữu tầm, sở hữu tứ, sở hữu cần. Cái chữ sở hữu á, ở trong chữ Hán nghĩa là làm chủ. Mà nói sở hữu tầm chẳng lẽ là làm chủ tầm, làm chủ tứ thì đúng là nói cái đó trong văn phạm nói nó không có đúng chữ. Không đúng chữ. Thành ra sau này một số các vị mà kể cả Hòa Thượng Từ Sư đó và sư Giác Viên đều dùng cái chữ gọi là tâm sở. Dùng cái tâm sở. Nhưng mà chúng tôi nói rằng Hòa Thượng Tịnh Sự và Pháp Sư Chánh Đặc biệt Ngài Tịnh Sự đó, Ngài không dùng chữ tâm sở bởi vì Ngài nghĩ rằng cái chữ tâm sở đó nó lại mang cái vấn đề là dễ hiểu lầm, nó là một thứ tâm khác. Thành ra trong bốn pháp chân đế được đề cập đến, thưa quý vị, thì bốn pháp chân đế thông thường ngày xưa như bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu á, dịch là tâm, rồi tâm sở, rồi sắc pháp và niết bàn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Bản dịch của Ngài Tịnh Sự á, Ngài dịch là tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Và ở đây trong giáo trình này đó, thì chúng tôi nói bốn pháp chân đế, đó là tâm, thuộc tánh của tâm, thuộc tánh tâm, mà chúng tôi nói đắc là thuộc tánh là tâm, thuộc tánh, sắc pháp và niết bàn. Ở đây quý vị hiểu tại sao chúng tôi không dùng cái chữ chữ tâm sở hay là sở hữu tâm, mà chúng tôi dịch dùng cái chữ thuộc tánh. Rồi bây giờ chúng tôi muốn nói đến cái điều sau cùng của bài học này, là nếu chúng ta nói về bốn cái pháp chân đế thì ở đây đó, Niết Bàn là một pháp chân đế. Niết Bàn là chân đế vô vi, và tất cả còn lại là chân đế hữu vi. Khi gọi là chân lý hữu vi đó,
thì chúng ta có cảm tưởng như là thắng pháp chỉ đề cập đến cái gọi là chúng sanh, bởi vì nhân đế hữu vi đó là nói về sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì như vậy rõ ràng nói về chúng sanh. Nhưng mà bà Ristivit mà có nói một câu là thắng pháp, nói cái gì trong ta, ngoài ta, chung quanh ta. Câu nói là này là một câu nói rất là ý nghĩa, tức là thắng pháp đề cập đến sự sống, sự hiện hữu của chúng sanh, và dĩ nhiên có những thứ là vượt thoát khỏi trong luân sanh tử. Nhưng mà thắng pháp không hẳn chỉ nói về cái gì thuộc về chúng ta không thôi, và thuộc về chúng sanh. Như chúng tôi có nói với vị hồi nãy đó, là không hẳn sắc quẩn chỉ là thành phần vật chất thuộc về thân thể của mỗi chúng sinh, mà còn có những sắc pháp thuộc về tự nhiên nữa. Có những sự sắc pháp không phải là thủ, không phải là cảnh thủ, không phải là sắc nghiệp, không phải là sắc tâm, mà có những sắc pháp thuộc về tự nhiên, thuộc về tham ái dâm á. Nhưng mà khi chúng ta học á, thì chúng ta có cảm tưởng như là mình đang học về danh, về sắc, về tâm, về thuộc tánh, về sắc pháp, là đều nói về con người, nói về chúng sinh ở trong cuộc đời này. Nhưng mà thật ra nó có những trạng thái tâm, nó chỉ là việc cơ năng, nó thuộc về tham ái dâm á, thuộc về tự pháp tự nhiên. Sắc pháp nó cũng có những thứ thuộc về sắc pháp tự nhiên. Thưa quý vị, bài học này đó, tuy rằng là một bài kệ ngắn, nhưng mà trong đó chúng ta là người học thắng pháp thì phải ghi nhận những khái niệm rất là đặc biệt quan trọng. Đó là cái khái niệm thế nào là pháp, thế nào là chân đế và tục đế. Và ở trong chân đế thì chỉ lấy bốn pháp là tông, thuộc cánh, sắc và niết bàn. Đó là khái niệm, đó là những gì được đề cập trong bài học này. Pháp được hiểu như là cái gì có tự tánh, có trạng thái. Và riêng trong Abhidhamma, pháp đó, được định nghĩa trong một cái khung mà chúng ta gọi là một cái tự tánh, và để định đặt, để diễn tả trên biểu đồ đó, nó bằng từng cái vòng tròn, nói lên một đơn vị. Và nếu không nói từng một cái khung đơn vị này thì chúng ta không thể cộng trừ nhân chia được. Do đó trong thắng pháp, ngay cả những điều trừu tượng nhất, những điều không thuộc giới hạn như niết bàn chẳng hạn, vẫn phải được biểu đạt bằng một cái gọi là pháp, một cái tự tánh, một cái trạng thái. Và trạng thái đó nó có sự khác biệt với những trạng thái khác, do đó chúng ta vẽ trong một cái khoanh vòng tròn. Và thứ hai là có hai cái sự thật, có hai cái phạm trù khi chúng ta nói pháp đó, là trong cái phạm trù tự nhiên thường thức, trong phạm trù thường tình thường thức, và cái phạm trù thứ hai thuộc về bản thể. Nó có hai phạm trù này, nó không trái chống với nhau, và nó có gì là đặt vấn đề cái nào sai cái nào đúng. Và đơn giản là chúng ta nói rau sạch, sạch trong ý nghĩa thường thức là không có bụi, không có bùn dính, đã được rửa rồi cũng là sạch. Mà sạch ở trong cái ý nghĩa là nó trồng được bằng phân xanh, nó là organic, không có phân hóa học, thì cái cũng là sạch. Hai chữ sạch nó không có sai hết, nhưng một chữ sạch theo một cái lĩnh vực này, chữ sạch theo nói tới phạm trù kia, tại vì cái này chúng ta gọi là tục đế và chân đế. Và khi mà chúng ta nói về pháp chân đế thì có bốn là
tâm, thù tánh, sắc pháp và niết bàn. Nói là bốn là một cách chia, một cách nhìn, nhưng mà nói là chúng ta lại có một cách nhìn khác. Như là quý vị nào đọc vào học trong biểu đồ chư pháp đó, tất cả là pháp. Pháp có hai là tục đế và chân đế. Chân đế có hai là chân đế vô vi và chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi có hai là danh pháp và sắc pháp. Danh pháp có hai là tâm và thuộc tánh. Thì nó có nhiều cách chia. Nhưng mà ở đây khi mình nêu lên bốn pháp, bốn cùng khác nhau đó, thì nó cũng là một cách chia khác. Chúng tôi nhớ là hồi nhỏ mới bầu học với sư trưởng và sau này để ngài tịnh sự đó, mình thấy rằng các ngài rất là chú trọng về gồm pháp và chia pháp. Thì trong gồm pháp chia pháp nó hơi khác. Nó hơi khác. Chúng ta đi vào, chúng ta không nói về tâm thuộc tánh các pháp niết bàn, mà chúng ta bắt đầu tất cả là pháp. Pháp có hai, chân đế tục đế, rồi chân đế, chân đế hữu vi, chân đế vô vi, chân đế hữu vi có hai là danh pháp sắc pháp. Thì đó cũng là một cách chia. Nhưng mà trong cái phần mà nói về những pháp này thì ngài Anuruddha ngài đều lên bốn cái pháp gọi là Paramattha. Trước khi dứt lời thì chúng tôi muốn nhân đây để nói thêm về cái chữ Paramattha. Paramattha ở đây chúng tôi dịch là chân đế. Và có một cái chữ khác mà chữ này được dùng bởi một vị giả rất là nổi tiếng là ngài Kuba La Thập, đó là đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế, chữ đệ nhất nghĩa là cái sự thật tối hậu, sự thật sau cùng. Sự thật tối hậu, sự thật của sau cùng. Cái sự tối hậu, sự sau cùng này đó có nghĩa là khi đã chia đến mức độ này thì chúng ta không còn có khái niệm đi xa hơn nữa, gọi là sự thật tối hậu, rồi đệ nhất kỳ đế. Mình nhìn thấy một cái tờ giấy thì mình nói rằng tờ giấy này nó bằng phẳng, và đến bằng bằng phẳng. Nhưng nếu đường kính hiển vi đó thì chúng ta thấy rằng nó cũng có những gồ ghề. Cái gồ ghề mà của một tờ giấy qua kính hiển vi, mình ví dụ như cái tối theo đệ nhất kỳ đế. Và rồi chúng ta lại có cái chữ khác. Chữ này thì đặc biệt là do ngài tịnh sự, ngài cũng suy đưa rất là nhiều năm, và nó trở thành một cái gì rất là phổ thông. Mà ngày xưa chúng tôi đi đó đi đây những cái chùa, như ngày chùa ngày Hộ Tông, ngày Giới Nghiêm, thì người ta cũng hay nói từ cách nói ngài tịnh sự, đó là ngài đã học về thắng pháp, là học về siêu lý. Paramattha, chữ siêu lý là một chữ khác chỉ cho cái chúng ta gọi là cái chữ thật tối hậu, hay là đệ nhất vị đế. Siêu lý có nghĩa là những cái pháp rất là bản thể, thâm sâu, vi tế, tế nhị, siêu lý. Hồi xưa chúng đi gặp các ngài, hỏi là ở cái này thực sự chắc không biết siêu lý, môn siêu lý. Ngài hay thường gọi môn thắng pháp là môn siêu lý. Môn siêu lý. Nhưng mà chữ siêu lý đó nó cũng lại là cái chữ, nó là một cái chữ dịch từ chữ Paramattha. Thưa quý vị, trở lại một điều là khi chúng ta học thắng pháp á, mình phải vật lộn với danh từ rất là nhiều. Có những từ vựng mà chính bản thân vị sư tổ của chúng ta là ngài tịnh sự đó, ngài cũng phải đắn đo, phải chật vật thay đổi liên tục nhiều năm nhiều tháng. Và bây giờ ngài đã tịnh rồi nhiều năm mà chúng ta cũng phải tiếp tục. Nhưng mà điều này nó cho chúng ta nhiều cái lợi lắm. Sư trưởng thường nói một điều là chánh pháp không phát sinh, đến người không suy luận. Nhờ một thắng pháp mà chúng ta có cái sự cân nhắc, chúng ta có cái sự so sánh, có sự tỉ dảo. Do đó đó chính là chúng ta hiểu được nhiều hơn, hiểu rõ hơn. Thì đó là ý nghĩa của bài học hôm nay. Bây giờ thì
trước khi chúng ta thấy có hòa thượng đời siêu ở trong lớp, cái bạch hòa thượng không biết là hòa thượng hòa thượng đời siêu có ở máy không? Nếu hòa thượng những hòa thượng có lời cho cái và cái thứ thượng sư hòa thượng có lời trong cái nội dung của bài học ngày hôm nay cũng chính là anh Nam Mô Bụt Thầy cha. Kính bạch Thầy Tùng Đức, kính thưa ở quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học thắng pháp phổ thông với cái bài kệ đầu tiên. Ở đó 4 cái pháp trần đế. Chúng ta cũng vừa được nghe và Tự Giác Đẳng đã trình bày về ý nghĩa của cái chữ thầm má và chữ paramattha. Thực ra thì chúng ta học theo cái cách khác, vì trước đây chúng ta cũng đã có đi qua cái phần này. Ở đây chúng ta chỉ cần phải hiểu được rằng cái gọi là chúng sanh mà chúng ta dùng ở trong cái từ ngữ của Kinh Tạng là phạm thiên, tiên thiên, nhân loại, rồi bằng sanh như là con thú chẳng hạn, chim thú, gọi là muôn thú. Địa ngục, cơ quỷ, súc sanh, ô tô la, vân vân. Nhưng mà gồm chung lại thì chỉ chúng sanh, cái gọi là chúng sanh đó chỉ gồm có danh sắc thôi. Ở đây trong bốn pháp thượng đế thì tâm, tâm sở đó là danh, đó là danh pháp vô vi. Còn sắc ở đây tức là yếu tố về sắc uẩn. Như vậy tâm, tâm sở gọi là bốn danh quẩn, sắc pháp là sắc quẩn. Như vậy thì chúng ta có năm quẩn. Niết bàn cũng là danh pháp, nhưng mà đó là cái danh pháp vô vi. Thì như vậy ở đây khi mà chúng ta nói đến ngũ quẩn, tức là tâm, tâm sở, sắc pháp, tâm, tâm sở, sắc pháp, đó là năm quẩn. Và năm quẩn này cái tướng
trạng của nó là Lakhana, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta nắm được cái đó. Còn Niết Bàn gọi là Pháp Chân Đế vô vi. Niết Bàn cái trạng thái cái Lakhana. Tình trạng của Niết Bàn là tịch tịnh, gọi là Upasama. Khởi đầu cho cái tập thắng pháp, tập yếu luận, thắng pháp tập yếu, Abhidhammasangha. Cái tựa đề của chúng ta, thắng pháp tập yếu, có lẽ là chúng ta bị thiếu Abhidhammasangha. Không biết là như vậy cái này là mình thiếu chữ, chứ không phải là cái sự chủ ý của Thượng Nhất Đạo. Thắng pháp tập yếu là Abhidhammasangha. Thì khi mà chúng ta nắm được cái nội dung đó, thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta học về thắng pháp, chúng ta không có đi quá xa với những gì mà trong thân ta, chung quanh ta và cái gì ta mới đạt đến. Về cái cách học đó, thưa quý vị, những cái gì khó chúng ta đều có phương pháp để chúng ta học cho nhớ và chúng ta không có bị chán. Và nhất là khi mà chúng ta học pháp môn nào như thắng pháp tập yếu chẳng hạn, thì chúng ta biết rằng cái pháp môn đó là một chân lý, là một sự thật, nói lên cái sự thật. Và Abhidhammasangha là chìa khóa để chúng ta mở cửa cái tạng vi diệu pháp Abhidhammasangha. Cho nên khi chúng ta thấy được cái cốt lõi của thắng pháp, thấy được lợi ích của thắng pháp, thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta học hoài học mãi, chúng ta không có biết ngán, không biết chán. Chỉ còn lại là chúng ta có chịu tập trung hay không, thì cái đó là tự bản thân của mỗi người. Khi chúng ta học, chúng ta phải có sự tập trung. Một khi chúng ta đã thấy được cái sự lợi ích của cái môn học, chúng ta có sự tập trung để lắng nghe, và chúng ta tự mình sắp xếp như thế nào để chúng ta hiểu được cái từng khía cạnh mà chúng ta không phải đau đầu,
thì như vậy chúng ta sẽ học được thành tựu. Thưa quý vị, thật tình khi học giáo pháp, học Tam Tạng kinh điển, với kinh nghiệm bản thân chúng tôi nha, thì để học được kinh tạng, học được lục tạng, chúng tôi thấy có cái thắng pháp tạng xem như là cái nền tảng về tri kiến để giúp cho chúng ta đọc kinh tạng chúng ta hiểu, đọc luận tạng, luật tạng chúng ta hiểu. Cho nên chúng tôi cũng hy vọng rằng khi học trở lại cái môn thắng pháp tập yếu, mà bây giờ đổi thành cái môn học thắng pháp phổ thông, khi học lại thì chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn nữa. Từ xưa đến giờ, học lại thì nói chi, bản thân của chúng tôi gần như là cả đời chúng tôi trước kia thì học đi học lại, nhưng mà sau này chúng tôi dạy đi dạy lại, cứ cái môn thắng pháp tạng hay là tạng diệu pháp, chúng tôi cứ dạy hoài như vậy. Mà mỗi lần dạy như vậy, thưa quý vị, nó giúp chúng ta nhớ nhiều hơn, hiểu nhiều hơn. Cho nên Phật tử chúng ta khi mà học chúng ta chú ý nó có bốn cái cách học. Cái khẩu hiệu mà người ta nói tóm tắt là xúc trí vũ lý. Xúc là xu na tí, tức là nghe, lắng tai nghe. Chỉ trí ở đây là chinh tê tí, tức là suy nghĩ. Chúng ta nghe rồi chúng ta phải biết suy nghĩ. Cái cách của chúng ta chứ không phải là chúng ta nghe giống như nghe kể một cái câu chuyện cổ tích, mà chúng ta nghe xong chúng ta phải suy nghĩ. Phú tức là Puchati. Chữ Puchati ở đây có nghĩa là hỏi. Mà có lẽ là chúng ta học online, học ở trong room thì chúng ta không có cơ hội để chúng ta hỏi. Chứ nếu chúng ta học ở tại lớp thì chúng ta những gì mà chúng ta không hiểu thì chúng ta hỏi. Rồi chữ lý có nghĩa là lý khách tí. Chúng ta học bằng cách là chúng ta ghi chép lại. Như bài học ngày hôm nay
Khi mà chúng ta học xong, chúng ta chịu khó, chúng ta ngồi lại 10 phút hay 15 phút để chúng ta ghi lại cái bài học này. Chúng ta ghi lại cái chi pháp. Thì như vậy cái cách học xưa đó gọi là xuất chi bù lý, xuất na tí chín thì tí hút chặt tí lấy cả tí, nghe suy nghĩ hỏi và ghi chép. Mà chúng tôi thấy cái phương pháp học này ngay cho đến bây giờ chúng ta vẫn áp dụng một cách hiệu quả. Chúng tôi cũng thường nhắc cho các tăng ni sinh ở trong trường lớp, khi mà chúng tôi dạy, tôi nói đừng bỏ cái cách học xưa. Chúng ta không học từ chương, nhưng mà nói là nói như vậy, nhưng mà có những cái chúng ta cũng học thuộc lòng. Nhưng mà bốn nguyên tắc này thì chúng ta đều phải biết, cũng giống như khi chúng ta học toán thì bốn phép tính là cộng trừ nhân chia, hay là có những thứ mà phải cân đo đong đếm, thì những cái cách tính, phép tính như vậy đó là chúng ta phải biết. Chứ chúng ta đừng chê, chúng ta bỏ qua. Nếu mà bây giờ cứ ngồi, chúng ta cứ ôm cái laptop hay là cái iPad, chúng ta nghĩ rằng có sẵn bài trong đó thì cứ dở ra mà xem. Chúng ta cứ xem hoài đó, thì chúng ta sẽ khó, chúng ta khó nhớ, khó hiểu được. Cho nên phải nghe giảng. Nghe giảng xong rồi chúng ta phải biết suy nghĩ. Sau khi học xong những cái thì giờ rỗi rảnh ấy, chúng ta phải suy nghĩ đến. Thí dụ như chúng ta phải phân biệt, chúng ta phải suy nghĩ chân đế thắng pháp là gì, mà nói đến cái phạm trù chân đế là như thế nào, tục đế là như thế nào. Rồi trong cái pháp chân đế đó, nó có tâm tâm sở, sắc pháp niết bàn. Như vậy thì bốn chân đế đó, nếu mà hiểu theo ngũ quẩn thì chúng ta hiểu sao? Hiểu theo danh sắc chúng ta hiểu sao? Vâng vâng. Chúng ta sẽ phân ra. Ồ, tâm tâm sở thì nó thuộc về danh pháp hữu vi. Còn nếu bạn là danh pháp vô vi, còn sắc là thuộc về sắc pháp. Như vậy chúng ta chia theo danh sắc là như vậy, danh pháp và sắc pháp là như vậy. Còn khi mà chúng ta chia theo ngũ quẩn thì cứ danh pháp hữu vi đó, tâm tâm sở đó, thì chúng ta biết rằng cái tâm sở thọ là thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn. 50 tâm sở ngoài thọ tưởng thì đó là hành quẩn. Còn tâm ở đây tức là thức quẩn. Rồi sắc pháp là sắc quẩn. Như vậy niết bàn là ngoại quẩn, ngoại quẩn. Niết bàn nằm ngoài ngũ quẩn bởi vì nó không thuộc pháp vô vi. Rồi cũng chưa hết. Chúng ta phải hiểu bốn cái đặc tính của cái pháp chân đế. Hễ cái gì gọi là ngũ quẩn thì có đó, cái tướng trạng của nó là vô thường, của nó vô ngã. Còn niết bàn hay là tướng trạng của nó là tịch tịnh, bởi vì nó không còn bị tạo tác, cho nên nó không có cái hiện tướng sanh diệt vô thường,
mà không có hiện tướng sanh diệt vô thường thì làm sao có cái hiện tướng khổ do vô thường được. Mà nếu nó còn cái hiện tướng danh và sắc thì cần phải được xem đó là vô ngã. Danh sắc hữu vi có cái sự hoạt động nhưng mà nó không có một cái cá thể chủ quyền để mà sắp đặt, mà sai khiến cho danh sắc nó hoạt động, mà chỉ là cái sự hoạt động nó tùy theo duyên, năng duyên, cái này có, cái kia mới có, cái này hiện hữu nó mới trợ cho cái khác hiện hữu của vật. Còn đối với Niết Bàn thì nó không có danh và sắc hữu vi, cho nên không nên nói nó là vô ngã, không nên chấp nó là vô ngã, không nên chấp nó là hữu ngã. Thì như vậy đó, chúng ta thấy cái pháp tịch tịnh Upasama tức là vắng lặng, chúng ta hiểu được cái đặc tính của nó, cái chân tướng đó rồi thì từ khắc là chúng ta sẽ nhớ bài, thưa quý vị, chúng ta sẽ nhớ bài không có khó. Thì một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị nhân hòa thượng Giác Đẳng có lời mời chúng tôi chia sẻ với quý vị kết trong cái bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin cung thỉnh hòa thượng trở lại với bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Sa thứ kính trình hòa thượng Thích Siêu với những chia sẻ vừa rồi. Minh hòa thượng xin được hỏi hòa thượng một câu nữa rồi thỉnh hòa thượng đi nghỉ. Đó là ngài Silananda đó, ngài có nói điều này là sự khác biệt giữa chân đế và tục đế đó. Ngài nói rằng những cái con số hay là pháp số ở trong tục đế đó thì có khi nói là 3, là 4, là 5. Ví dụ như nói rằng 5 điều một người bạn tốt nên có đối với bạn bè, hay là 4 điều mà một người này có thể làm cho người kia chẳng hạn, thì cái con số đó nó không chắc chắn. Nhưng mà ngài nói rằng khi mà nói đến pháp chân đế đó, thí dụ như mình nói rằng tham phần có 3, rồi si phần có 4, thì những con số là phải ắt có và đủ, tức là nó không thể thêm, không thể bớt. Thì thật ra cái khái niệm về ắt có và đủ này đó thì chúng ta không thấy trong kinh nói. Nhưng mà Hòa Thượng Thầy Sư có nghĩ rằng, Hòa Thượng nghĩ gì về cái cách nói của Hòa Thượng, của ngài Silananda khi ngài đề cập đến một khía cạnh của chân đế và tục đế như vậy? Xin tỉnh Hòa Thượng hoan hỷ trở lại. Kính bạch Hòa Thượng Giác Đẳng, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ngài Silananda, ngài nói cái đó rất là hợp lý. Vì khi mà những con số trong cái pháp chế định là tùy theo cái ngữ cảnh, tùy theo đối tượng khi Đức Phật ngài thuyết, ngài thấy đối với chúng sanh đó nói 3 điều hiểu rồi, còn khi phải nói 4 điều hay 5 điều để cho nó bao gồm, nó bao hàm cái ý nghĩa cho người kia hiểu. Thì do vậy những cái con số mà thuộc về pháp số chế định đó, thì có thể nói cách này hay cách khác, có khi 3, khi 4, khi 5. Nhưng mà đối với pháp chân đế
thì ở đây thuộc về sắc pha quán thâm mát, tức là cái pháp bản thể. Và pháp bản thể chỉ nói đủ thôi, chứ không có thể nói dư. Chỉ nói đủ thôi chứ không thể nói dư. Ở trong kinh Tạng khi mà nói đến tham thì nói đến ái, có ái dục, ái sắc, ái vô sắc, có hữu ái, phi hữu ái, dục ái, phi hữu ái, rồi sắc ái, vô sắc ái, chia ra nhiều như thế đó. Chẳng hạn như là trong 10 phiền não của kinh Tạng, thì rốt cuộc thì ở năm chi, nhưng mà theo thắng pháp thì chỉ có một chi pháp, tức là tâm sở tham thôi, chỉ có tâm sở tham. Là đủ rồi. Cũng như khi nói đến sân thì chúng ta thấy cái chữ sân tật lẫn hối đô sáng issa materia kukucha, bốn cái thuộc tánh đó là nó đã đủ. Không cần phải nói thêm, tức là sân hận, rồi oán thù, rồi phẫn nộ, không cần thêm cái đó. Nhưng mà vì ở trong kinh Tạng Atthagamthiro là nói theo cái nghĩa lý, người đó họ sân, họ bực bội trong lòng, họ khó chịu, hay là họ có cái sự hiềm khích quan trái, hoặc là họ có sự thù hận, hay là họ có sự chán ghét, thì tùy theo cái thái độ của sân mà nói. Nhưng mà ở trong cái pháp chân đế khi nói đến sân phận thì chỉ nói sân là đủ. Và sở dĩ thêm tật là tại vì ít xa hễ khi mà có cái sự ganh tị, ghen ghét, đố kỵ, thì lúc đó là cái trạng thái tâm khó chịu, bực bội, nó lại đi chung nhóm với sân. Còn khi nó bổn xẻn, cái tâm chơi đi giá, thì chúng sanh bực bội khó chịu khi mà có người khác xin xỏ, và khi mà mình từ khi mà một người họ từ chối, họ không muốn cho đó, thì cái trạng thái tâm keo bẩn đó nó cũng là một trạng thái tâm khó chịu, bực bội đó. Cho nên cũng gãy vô sân, sân phận, rồi hối, sự ăn năn ray rứt hối hận. Mặc dù có đôi khi ở trong kinh Tạng khi mà nói đến một người mà làm cái việc gì mà họ có sự hối hận, rồi họ đi sám hối, đó là cái sự tiến bộ. Nhưng mà nói theo A Tỳ Đàm, nói theo thắng pháp ấy, thì dầu cho cái hiệu quả của cái tâm hối như thế nào đi nữa, thì ngay trong lúc mà hối nó sinh khởi, cái trạng thái đó là trạng thái tập và tí. Tập và tí là trạng thái đốt nóng, thì như vậy cũng kể như sân. Nên lấy bốn cái thuộc này, bốn cái đặc tính này thì đủ rồi.
Cũng như khi mà nói đến thần thì ở đây chỉ trong cái pháp chân đế chỉ lấy theo cái nghĩa là cái trạng thái phiền não nào và nó có sự dính mắc đối tượng, chấp giữ đối tượng thì như vậy xem như là tham Phật. Thì khi mà nói tham là gốc, lưu pháp là gốc, thì hai cái đi phụ họa, hai cái thuộc tính phụ họa tức là tà kiến và mạng. Thì ở đây tà kiến được phân ra hai cũng được, ba cũng được, bốn cũng được, năm cũng được, mà 62 cũng được, là phân ra như vậy. Nhưng mà chung lại là những cái đi tá là cái kiến chấp sai lầm thì gom chung lại một thôi. Còn mạng cũng vậy, nếu mà ở trong kinh tạng hay là trong Bukkalapanyatti, tức là bộ nhân chế định lấy theo kinh tạng đó, thì phân ra có cái sự ti mạng, rồi quá mạng. Đi mạng khi mà một người mà họ hạ mình hay là tự ti mặc cảm thì cái đó cũng là một cái cách ngã mạng. Cái cách kiêu mạng cũng giống như các vị hàng sĩ vậy đó. Các vị hàng sĩ, các vị do sĩ xưa kia nghèo nhưng mà họ ỷ vào cái kiến thức của họ, họ khinh đời, họ khinh đời. Thì như vậy cái đó gọi là ti mạng. Còn đối với những quan lại thì họ hống hách, ati mana là họ quá mạng, tức là họ cao ngạo, thì cũng là một cái hình thức của mana. Cho đến như là tăng thượng mạng, ati mana cũng là mana, cũng là mạng vậy. Tôn lên chứ Atimana hay tăng thượng mạng đây tức là cái sự ngộ nhận tưởng lầm là mình đã đạt, đã chứng đến cái chỗ đó, cho nên mình có cái sự tự hào, có cái sự hãnh diện. Nhưng mà hãnh diện cái đó là sai, hãnh diện cái đó là nó chưa phải, mặc dù cái đó là nó không có phạm về luật, nhưng mà điều không phạm luật nặng. Nhưng mà một cái vị mà ngộ nhận Atimana về quả chứng hay là thiền chứng nếu như tăng thượng mạng thì không có phạm tội vân vân. Thì mặc dù chia ra nhiều như thế đó nhưng mà ở trong thắng pháp thì chỉ gom chung lại một chữ là chữ mạng mana là đủ. Cho nên ở đây đó, khi mà phân ra, nếu mà nói theo tục đế thì nói dư, nói ít, nói nhiều, những con số chia theo cái đó tùy, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo ngữ cảnh, tùy theo đường mình nói cho hiểu. Cho nên nói sao nhưng mà phạm trù chân đế đó, thì ắt phải có và đủ nói nhiều thôi. Chúng ta phải hiểu như vậy. Chúng ta cũng ví dụ như là khi mà chúng ta liệt kê tên của các loại bánh, chẳng hạn như bánh ít bè, bánh ít thì có bánh ít trần vân vân, rồi bánh ít lá, rồi bánh tét cũng chia ra nhiều loại, bánh gạo
bánh bột cũng chia ra nhiều loại, nấu theo thì tùy theo. Bánh gối, bánh đá, vân vân. Nhưng mà nếu mà kể theo nguyên liệu đó thì nó chỉ có, nếu mà cái loại bánh mà thuộc về nếp đó, thì nguyên liệu chỉ có nếp, đậu làm để làm nhân, nguyên liệu đậu, nguyên liệu chuối, chuối chín, rồi dừa, dừa nạo. Thì như vậy chỉ cần bốn nguyên liệu là nếp, dừa, đậu, chuối. Rồi nếu có thể thêm nữa là người ta thêm như là đường, vân vân, để làm cho nó ngọt, cho nó ngọt, ngọt nếp. Thì nguyên liệu thì chỉ nói cho đủ, nói đủ thôi chứ không cần nói dư. Nhưng mà khi làm ra các cái loại bánh á, thì người ta chỉ cần làm là gối lá khác nhau, là tên khác nhau. Hai là để trần thì có tên khác nhau. Hoặc là làm hình dáng, nó dày hay nó tròn là khác nhau, tên khác nhau. Nhưng mà nói về nguyên liệu thì chỉ có chừng ấy là đủ. Còn khi mà nói đến bánh bột, bột gạo vậy, thì chỉ cần nói đến gạo xay thành bột, rồi có thêm nhân, thêm vị, có lá này, lá kia, vân vân là đủ rồi. Ở đây chúng ta phải hiểu, khi nói đến cái phạm trù chế đó, thì cũng giống như chúng ta liệt kê những cái nguyên liệu để mà làm ra thức ăn, làm ra bánh trái. Còn khi mà chúng ta nói đến cái phạm trù tục đế đó, thì giống như là chúng ta đặt tên cho những cái sản phẩm bánh, những sản phẩm thức ăn mà được làm ra, rồi người ta đặt tên cho nó, ai muốn đặt sao đặt. Cho nên những câu số của tục đế đó, những câu số chi pháp đó, thì nó là bất định. Nhưng mà những cái con số mà ở trong cái phạm trù chân đế, tâm tâm sở sắc pháp đó, thì cái đó nó phải có và đủ, chỉ vậy thôi. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi số 1 mà Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy. Bây giờ đã có Thượng Tọa Tề Quyền trở vào, xin thỉnh Thượng Tọa Tề Quyền tiếp hơi của chúng tôi để thưa sư huynh đề nghị. Lúc này sư huynh cần dưỡng sức. Thưa sư huynh đề nghị. Thượng Tọa Tề Quyền ở Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tề Quyền nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời. Dạ, có con. Dạ. Thượng Tọa Tề Quyền ở trong cuộc sống ngày hôm nay đó, chúng ta cũng có cái sự phân biệt giữa cái hiểu thưởng thức và cái hiểu của khoa học. Và ví dụ như chúng ta học về thuốc ấy, có cái thuốc của đông y, của dân gian thì bệnh này bệnh kia, nhưng mà khi mà chúng ta nói theo tây y ấy, thì chúng ta có những cái phân tích sâu xa tế nhị hơn. Thì theo Thượng Tọa Tề Quyền đó, là trong đời sống tu học của người Phật tử, ngoài cái hiểu mà theo tục đế, thì cái hiểu về chân đế đó, nó giúp chúng ta được gì trong đời sống tu học? Tại có nhiều người nói cái đó không có cần. Thí dụ như mình không cần, mình chỉ cần biết Tylenol là trị cảm, mình chỉ cần biết thuốc Pepto Bispo trị đau bụng thôi, chứ mình đâu có cần phải biết là ở trong nó có dược tính gì. Nhưng mà nếu mà mình đào sâu, mình biết là nó gồm có những chất gì đó, cái dược tính nó có dược tính như thế nào, thì cái đó nó lại có dành cho các vị chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ đâu, chứ mình không cần.
Thì theo Thượng tọa Tư Huệ nghĩ đó, là hiểu biết về chân đế nó có thực sự cần cho đời sống tu học của chúng ta hay không? Kính thỉnh Thượng tọa Tư Huệ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Sanh Khai, giới giới thưa được chúng được nghe rõ và cảm ơn sư cô như bây giờ của nghiệp từ mạng của đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Như Pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, Hòa thượng Nhất Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Tiêu, Đại Đức Tự Đức, Sư Nguyên Thông, Thượng Chư Tăng đang hiện diện, thân chấp và đồng với thương cùng chư Phật tử. Do quá cần thiết trong cái đời sống, nếu một con người hiểu được cái giá trị của chân đế, nếu như theo cái đời sống bình nhật bình thường của con người đó, bởi vì chúng ta không thông hiểu được những cái nguyên lý, những cái công thức của thuốc, cho nên chúng ta mới sai lầm, chúng ta uống vào nó mới sanh ra bệnh. Quả thật khi kém hiểu biết thì là điều bất lợi. Dường như thế ấy thì cũng vậy, trong cái đời sống tu tập hay là đời sống của người Phật tử, nếu không có cái nhìn của chân đế đó thì chúng ta sẽ rơi vào cái chấp sai, và hoặc là rơi vào một cái chúng ta gọi là giới cấm thủ, hay là một cái sự suy nghĩ nó không đúng đắn, mà từ lâu giờ, từ xưa tới nay chúng ta hoàn toàn, tức là chúng ta chỉ khi nào tới rồi chúng ta đi văn sinh, khi nào tới rồi chúng ta đi cầu nguyện, khi nào tới rồi chúng ta chỉ đi hết thời gian rồi chúng ta mới lo chạy. Cái nhìn của chân đế đó là cái nhìn thực chân của cuộc đời. Chúng ta trước khi chúng ta đau khổ, hay chúng ta đã đang đau khổ, nhưng chúng ta bởi nhìn thấy cái đau khổ nhỏ thì chúng ta cho nó chính là nó bình thường. Rồi đến khi mà mất mát tiền của, tài sản, vật chất, sự nghiệp của chúng ta đó, thì chúng ta mới thấy rằng bây giờ mình cắn tay mình không có cái gì. Chứ sự thật ra hiểu trên cái giá trị của chân đế thì cái có của mình nó chỉ tạm bợ, cái có của mình nó không thật, thân mình còn không có mà không có cái gì. Thì đó nó vực mà chúng ta chấp là có, đây chính là cái sai của mình. Mà khi chúng ta hiểu được thì các pháp nó vô ngã, các pháp nó vô thường, không có một định vị chắc chắn. Chúng ta không thể biết được chúng ta chết khi nào, chúng ta không thể nào chúng ta biết rằng cái bệnh của chúng ta xuất hiện lúc nào, và chúng ta cũng không biết được rằng chúng ta già khi nào, rồi chúng ta không biết được chúng ta sẽ chết ra sao, và chết ở đâu, và chúng ta đi về đâu. Cái đó chúng ta không biết do kinh nghiệm chúng ta. Nhưng nếu chúng ta hiểu được một cái giá trị của chân đế thì chắc chắn là chết, không cần thiết phải suy nghĩ. Mà chúng ta phải lo cái gì? Đừng có bám biếu, đừng có suy nghĩ rồi phải chết, chứ không thể không chết. Nhưng người đời biết được như người đời trốn tránh cái đó, để đi tìm những phương thuốc, tìm những cái điều trị, hay hoặc trong cái tinh thần tu tập cũng vậy. Những gì mà chúng ta đạt được trong giá trị tu chứng, nếu không có cái nhìn của chân đế đó thì chúng ta sẽ bị sai lệch hết. Bởi quả thật những cái gì đó mà chúng ta đạt được nó chỉ là bình thường, nó chỉ là cành lá. Mà nếu như chúng ta có một trí tuệ, có một chánh tri thì chúng ta mới lội suy nó được. Khi nghe một tiếng người ta mắng chửi, khi nghe một tiếng người ta khen chê, hiểu về cái giá trị của chân đế, thì nó ra tự tâm con người mình, nó thích, tâm con người mình nó không thích. Thì bây giờ mình đừng có quan trọng cái chuyện lời khen tiếng chê, rồi người ta hại mình hay người ta làm bất cứ cái gì điều mình, thì chúng ta nghĩ tới cái gì? Quả thật cái thân vốn sanh tử này, là ngũ uẩn này, phải chịu sự đau khổ là như thế. Chúng ta biết chấp nhận những đau khổ mà nó tới, bởi vì chúng ta biết chắc chắn rằng hiện hữu chính là sự đau khổ của tấm thân ngũ uẩn này. Chúng ta nghĩ như vậy đó, tính thưa đại chúng, nó là một điều mà nó chất liệu xúc tác cho chúng ta hết sức là mạnh mẽ và căn bản. Những người mà bệnh rơi vào cái bệnh mà bệnh năng y, hay chúng ta bị bệnh cancer, ung thư đó, cancer đó, thì chắc chắn rằng không điều trị được. Người ta nói không điều trị được, đó chính là y học bó tay. Nhưng sự thật ra hỏi người đó chết chưa ta?
Nếu hiểu về chân đế thì chắc chắn chúng sinh phải bệnh, không bệnh nặng cũng bệnh nhẹ. Và rồi chúng ta hiểu về về cái giá trị của chân đế thì xác thân này phải phải tan rã, phải tàn lụi là chắc chắn rồi, không có chuyện gì mà chúng ta phải sợ. Rồi vì ấy hướng tâm đến cái gì, quán về vô thường, quán về khổ não, quán về vô ngã, hiểu về cái lý của nó đó, rồi cũng phải ra đi, rồi cũng phải chia tay, không sớm thì muộn. Mà tại sao chúng ta lại phải đau khổ khi một cái tấm thân bệnh hoạn, nhan sắc già nua, tóc rụng hết, người mà bị ung thư mà khi mà điều trị đó, ở trong tạm thời thì khi mà xạ trị đó thì nó rụng tóc. Mà khi rụng tóc như vậy, họ buồn, họ biết, nếu như người hiểu biết về trí tuệ thì ra cái vốn, cái tấm thân sanh tử bệnh hoạn này nó phải trải qua những cái đau khổ như vậy, phải chịu cái sự đau đớn của thân xác này, bởi vì còn cái gì, còn sắc quẩn này hay là còn ngũ quẩn này, tâm và sắc này nó phải chịu cái cảm thọ khổ đau đớn, cái thân thức này phải chịu cảm thọ khổ. Và như vậy thì cảm thọ khổ này nó hiện hữu do chúng ta còn sanh ra, còn tiếp diễn. Đó là chúng ta hiểu trên một giá trị của chân đế. Chứ còn bây giờ tôi bệnh rồi, bây giờ tôi phải chạy đi tìm thuốc uống để chống lại, để kháng cự lại, để tôi được còn mãi tồn tại. Chúng ta vẫn điều trị thuốc men, nhưng chúng ta nghĩ rồi tấm thân này nó có thể đến bất cứ lúc nào. Nó là xem như chúng ta bây giờ trái chín cây rồi, mà nó trái nó không chín cây thì nó chín héo, thì xem như là chín héo, chúng ta tạm gọi như chín héo như vậy đó. Thì chúng ta phải thì cái thọ mạng, cái kiếp con người mình nó chỉ tới đây. Chúng ta không mong cầu, chúng ta không sợ hãi, mà chúng ta biết đối diện, bởi vì chúng ta nhìn thực chân giá trị chân đế của chính nó là ngũ quẩn này phải đau khổ, ngũ quẩn này phải biến hoại, ngũ quẩn này sẽ không tồn tại. Và đặc biệt tức là sắc quẩn này, nó phải thay đổi, nó phải sinh tiếng dị diệt, nó như thế thôi, nó phải như thế của sắc pháp. Còn sinh trụ diệt của tâm pháp này một cách liên tục, khi chúng ta hiểu trên một giá trị của sắc và trên tâm này, nó là một dòng tâm thức tiếp nối. Khi chúng ta khổ thì thân thức thọ khổ, mà thân thức thọ khổ tại sao chúng ta khổ? Bởi vì chúng ta còn tham ái, còn trầm luân, còn sanh tử, và chúng ta còn khát ái, còn muốn sống trong một tấm thân bệnh hoạn, trong một tấm thân già nua, trong một sự khổ sở. Đó, thì trên cái tinh thần đó thì chúng ta hiểu về cái theo cái giá trị cần chân đế thì rất cần thiết trong cái việc tu tập. Và đặc biệt cái việc tu tập đó, bởi vì trong cái giả cái chân người ta hiểu được làm sao cái tâm của vị hành giả chỉ biết ghi nhận mà không có chấp thủ ở trong đó, về cái gì, về cái sự và lý hay là tướng tánh gì đó, à, tất cả chúng ta không có nắm. Chứ còn nếu như không về giá trị chân đế thì chúng ta tu tập chỉ có một kết quả, một vài kết quả, do kết quả của thiền chứng, kết quả của tâm được yên tĩnh, tâm được định tĩnh thì nó xuất hiện thân khinh an hay là tâm khinh an, thì chúng ta cho là kết quả rồi, thì đó chính là một điều mà chúng ta đã sai lệch. Chúng ta hoặc là chúng ta đi tìm những cái tướng trạng, hay là chúng ta đi tìm những cái mà chúng ta biết là cái mật khải hay là một cái gì đó nó cao cả, nó tốt đẹp, mà tất cả cái đó nó đều là định chế, hay nó đều có cái nhìn của tục đế, nó diễn tiến thôi. Chứ sự thật ra tu tập để làm gì? Để nhằm cho chúng ta không còn cái đau khổ nữa, tức là chấm dứt con đường sinh tử đau khổ, chứ không phải chúng ta tu rồi chúng ta vô
cái thiền tông hay là vô cái mật tông, một cái tông phái nào đó để chúng ta nghiên cứu một cái điều bí mật trong cuộc đời này. Thì đó cũng chính là họ đi tìm cái gì? Họ đi tìm, họ tưởng rằng họ tìm một cái điều mà thâm sâu cao cả, nhưng quả thật họ đi tìm cái giá trị rất là bình thường ở trong cuộc đời. Đó là giá trị bình thường. Thế nào là giá trị bình thường? Đó chính là giá trị của tục đế. À, những cái vật hay là những cái câu mà cho là khải quyền, khải lý, vân vân. Chúng ta đi tìm như vậy, chúng ta tìm nó không có đúng giá trị. Phật pháp này chỉ có trình bày cái sự khổ và nêu lên cái sự chấm dứt khổ. Cái sự chấm dứt khổ đó là yếu lý và mật lý mà chúng ta cần tìm. Mật lý thì không phải là bí mật nữa, mà cái lý cần thiết, chứ không có mật. Bởi vì Đức Phật này không có thuyết cái gì, đưa cái gì ra mà là mật hay hoặc là khải cho chúng ta cả. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái gì? Bởi chính nếu chúng ta hiểu được cái giá trị chân đế, cái gì cũng vậy, lời kinh, tiếng kệ hay là một cái kim ngôn khẩu từ của Đức Phật Ngài nói ra, đều là từ ngữ lý pháp Patisampida vô ngại giải. Sơ thiện đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, nó đầy đủ giới định tuệ trong cái trong những lời dạy của con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, đều là trên bài sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, giới định tuệ một cách hoàn mỹ. Cho nên ở đây người tu cần phải làm cái gì? Cần phải nhìn cái giá trị của thực tế hay là giá trị của chân đế, mà nó rất là cần thiết. Bởi vì chúng ta không có chấp mê, và chúng ta cũng không có chấp thủ, hay chúng ta không có bị giới cấm thủ, và nhiều cái điều mà nó cản ngăn cho chính chúng ta. Đó mà chúng ta biết, chúng ta nói theo một cách là chiếc bè qua sông, tay chỉ trăng là như vậy đó. Hiểu giá trị chân lý đế đó, hiểu được cái giá trị chân lý thì mới hiểu được cái chiếc bè qua sông như thế nào, tay chỉ trăng nó ra sao. Chứ nếu như chúng ta chưa hiểu được giá trị chân đế, thì rồi một cái giá trị chân đế của người phàm phu hiểu được cái chừng đó, nhưng cái giá trị của các bậc thánh, tức là cái giá trị chân đế đó, nó hợp trong cái tâm thiện siêu thế, thì các vị đó chấm dứt sinh tử đau khổ. Cho nên chúng ta cần lắm khi chúng ta phải nhìn một cái giá trị sự thật của chân đế là các pháp hữu vi vô thường, các pháp hữu vi nó vô ngã. Cái thực tướng của nó chính là cái gì? Mình chấp rằng mình tên tuổi A, tuổi B, tuổi C gì đó, chứ thật ra chúng tôi ở về chỉ là ngũ uẩn. Ngũ uẩn này nói chuyện với ngũ uẩn đó, chứ không phải là ông sư tự quyền này nói chuyện với Phật tử tên A, tên B, tên C đó, không có. Mà cái giá trị chân đế là cái gì? Mà giá trị đó chính là ngũ uẩn hiện hữu và tồn tại, và nó diễn tiến. Thì ngũ uẩn chúng tôi đang nói đây có nghĩa là nó đang nói cho quý vị nghe, chứ không có ai cả. Ngũ uẩn này nói chuyện với nhiều ngũ uẩn khác nghe. Tức là cái gì? Chẳng qua tức là sắc thì tưởng hành thức này, chứ không phải là ông sư đó cao thấp bé lớn khôn đẹp hoặc là như thế nào, không có. Mà chỉ là, đó chỉ là hình tướng do tứ đại, do nghiệp đó nó tạo thành thôi. Thì đó chính là cái giá trị của chân đế mà chúng ta cần phải hiểu. Sự thật của nó là vậy thôi. Thì xin Thích Hòa Thượng, con có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có đi dự cầu túc thì kính cung thỉnh Ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú cái chân thừa tòa Thế Quyền với câu thâu lưng vừa rồi. Thưa quý Phật tử, trước khi kết thúc bài học đó, thì chúng tôi nhắc quý vị một điều là riêng ở trong lớp Thắng Pháp này, theo lời của Hòa Thượng Từ Siêu đó, chúng tôi sẽ tạo ra một cái thời giờ đặc biệt mỗi ngày để quý Phật tử có thể đưa ra những câu hỏi ở trong lớp học và chúng tôi có thể trả lời. Quý vị có thể đưa lên câu hỏi và chúng tôi sẽ trực tiếp trả lời
vì học thân pháp rất là cần để hỏi. Bây giờ thì trước khi kết thúc cái chương lớp học ngày hôm nay, chúng tôi muốn nêu lên một điểm đó là mặc dù thắng pháp có nhấn mạnh tập trung vào pháp chân đế, ở đây là tâm thuộc tánh sắc pháp và niết bàn, nhưng mà không có nghĩa là thắng pháp không có đề cập đến tục đế. Và rất là thú vị đó là cái cách mà thắng pháp trình bày tục đế mà ngài Tịnh Sự gọi là chế định đó, nó cũng khác hơn là cách nói trong kinh bản. Và dĩ nhiên điều này chúng ta sẽ học tới và chúng ta đào sâu vào. Vì vậy đôi khi một số quý Phật tử hiểu lầm là thắng pháp chỉ nói tới pháp chân đế. Thật ra thì thắng pháp đi vào một thế giới mà kinh đạn không có đi là chân đế, nhưng mà thắng pháp vẫn đề cập đến tục đế. Chúng tôi lấy một ví dụ là ở trong giáo trình này đó, quý Phật tử sẽ có học về những pháp gọi là chế định, như là một phần của giáo trình. Và ở trong cái bộ Thamma-sangani, Thamma-sangani tức là bộ pháp tụ đó, thì ngoài đồ đề tam và đồ đề nhị thì cũng có nhị đề kinh. Cũng có nhị đề kinh. Đồng thời trong bảy tạng diệu pháp, bảy tạng thắng pháp, bảy bộ trong thắng pháp tạng đó, thì chúng ta có một bộ có tên là Bukkala Panyati, tức là những cái nhìn về con người, về chúng sinh theo thường thức, hay là ngài Tịnh Sự gọi là nhân chế định đó. Thì cái những điều này đó cho chúng ta một điều là thắng pháp đào sâu vào pháp chân đế, nó pháp chân đế nhưng mà vẫn có những cái cân phân đối với tục đế, và không nên hiểu rằng thắng pháp chỉ nói về chân đế, cũng như không nên hiểu rằng kinh đạn chỉ nói về tục đế. Chúng ta không nên đưa đến cái quan niệm như vậy. Nhưng đến đây chúng ta sẽ có dịp để đều đầu sâu và đi xa hơn. Một lần nữa thì tôi nhắc tất cả quý Phật tử là riêng trong cái môn thắng pháp phổ thông này, mỗi một tuần thì chúng tôi sẽ đặc biệt định ra một phần thời giờ để trả lời các câu hỏi. Thành ra quý vị có câu hỏi liên quan tới bài học thì quý vị có thể nêu lên. Quý vị sẽ thấy rằng khác với những môn khác, chúng tôi không có soạn bài thắng pháp phổ thông này dài, chỉ dựa trên một câu kệ và chúng tôi chú thích làm sao rất là gọn. Lý do là bởi vì học thắng pháp đó, chúng tôi thường gặp chung chung là quý Phật tử hay bị rối trí với rất nhiều chi tiết. Do rối trí rất nhiều chi tiết, đôi khi quý Phật tử sẽ gặp cái trở ngại là khó nhớ. Mà quý vị biết là người ta nói rằng một cái người nghe đó không có thì giờ để ra từ điển. Chúng tôi tránh những danh từ quá mới mẻ, và khi có danh từ quá mới mẻ thì chúng tôi sẽ phải có cái định nghĩa rõ ràng. Ngoài ra chúng ta sẽ xoáy vào những điểm chính. Không có ai học thắng pháp học một lần mà biết hết đâu. Và chúng ta học thắng pháp thì chúng ta sẽ phải học đi học lại. Thậm chí như Hòa Thượng Thầy Siêu hồi nãy đề cập là chẳng những vừa học mà còn phải dạy lại nó, đi dạy, thành ra chúng ta mới có thể được suy niệm chuyện đó nhiều lần. Do vậy mong rằng tất cả chúng ta cũng sẽ tiếp tục ở trong cái phương cách mà chư Tôn Đức ngày xưa đã từng làm, đã từng đi, đã từng trải qua. Đó là mỗi một buổi học chúng ta ôn nhắc, ghi nhớ một số những cái trọng điểm, những cái điểm quan trọng, rồi những cái chi tiết nhớ được bao nhiêu thì nhớ, xào đi xào lại, lặp đi lặp lại hết giáo trình này tới giáo trình kia, thì lâu ngày chúng ta sẽ có một cái môn thắng pháp thường được giảng giải và thường được xin bởi tất cả quý Phật tử. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có
môn học Phạn ngữ qua kinh Pháp Cú, và vì giảng sư là Hòa Thượng Thời Siêu. Kính đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Gia. Sa thú lành thai, con Tư Lữ Như Pháp cùng đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn cũng như giảng dạy bài học ngày hôm nay.